为是要跨，方可以忘形地自责。爱是能学到吗？尽情入戏，转个口吻谈话。如无人见过他，怎么去扮才灵魂亦似他？完全没通知，一开机便害怕，但没有揣摩得清楚，唯有演罢。分不到真假，我在台上完全做了他，何时又可以想抽身，但许可吗？投入了虚假的身份，唯有演罢。望真手里的他，我在台上其情又似真，又全是假。对人扮假，都讲大家知道，我认嘛。anh còn một đứa con vậy thì sao? Có phải tôi đã vượt qua có thể diễn một vai diễn trong phim của cô đúng vậy không? Tôi nghĩ vấn đề không lớn lắm. Nói cho ông biết, kêu ai diễn vai này cũng được, nhất định không được kêu Trương Tế Lương. Cho dù tôi không tìm được anh Tư về đây, thì cũng phải tìm một người dành với hắn. Làm gì chứ? Vậy cô định tìm ai? Anh là biết tôi biết ai kìa, ghê quá. Cảm ơn sếp. Nghe nói anh chưa quay về ngành cảnh sát, ngày đó không cần phải chào tôi. Làm gì vậy? Lõa thể ở trường quay hả? Sếp hoàn toàn không cảm nhận được. Cảm giác không mặc đồ chạy lung tung khó chịu cỡ nào đâu. Nhưng mà tóm lại, lần này rắc rối rồi. Họ Tưởng vẫn chưa tìm được tam thiếu gia của họ Tưởng gì đó. Cho nên đại tiểu thư định tìm đại một người làm con rể của họ Tưởng, hỗ trợ họ giành chức đại ca này. Sếp có biết cổ tìm ai không? Tôi đó. Sếp tới đồ. Tôi nghĩ tôi không thể ở lại nhà họ Tưởng được nữa. Anh nên nghe lời của đại tiểu thư đi, về làm chồng của cổ, sau đó bước ra giành làm đại ca. Không phải chứ, tôi là cảnh sát mà. Nếu đại ca của Tứ Liên Bang là người của cảnh sát chúng ta, vậy chúng ta có thể trực tiếp khống chế toàn bộ Tứ Liên Bang. Vậy thì càng hiệu quả hơn phái 10 người 20 người nội gián vào đó. Sếp, hôm tôi làm nội gián, tôi đã xác định bản thân có khả năng sẽ mất mạng, nhưng chưa bao giờ tôi xác định bản thân phải hy sinh sắc tướng. Xin lỗi sếp, hành động này tôi không làm được. Cao Bân à, làm nội gián làm cảnh sát quan trọng nhất là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng tôi cảm thấy anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi không ép anh. Một tiếng đồng hồ không đủ, tôi cho anh 2 tiếng. Nhưng tôi hy vọng khi tôi quay lại, anh không còn nói câu xin lỗi sếp. Xin chào sếp, tôi là học viên 66829. 6 năm trước, người này là học viên giỏi nhất năm nào của chúng ta. Người này là thanh tra tư đồ tổ A trọng án Tây Cửu. Tại sao anh gia nhập ngành cảnh sát? Bởi vì tôi muốn duy trì trật tự, tiêu diệt tội ác. Anh có đồng ý dùng một thân phận khác để thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát hay không? Sếp tư đồ, ý của sếp là... Tôi hy vọng là anh có thể giúp cảnh sát làm công việc mai phục. Tôi đồng ý nhận sự sắp xếp của cảnh sát. Tưởng Thiên Hạ đã dẫn luật sư tới bảo lãnh cho anh. Nếu như anh chịu nghe lời tôi nói, về làm phò mã của họ Tưởng thì anh có thể đi. Còn nếu không thì... Tôi nhận sự bảo lãnh. Bây giờ tôi sẽ về lôi đại tiểu thư lên giường, sau đó thì đóng phòng. Đại gia Cố Dinh Chương hẹn gặp người mẫu. Đàn ông nói lời ngon ngọt với cô cách mấy cũng được, cô cũng đừng tin họ. Họ có thể nói với cô, có thể nói với người thứ hai, cũng có thể nói với người thứ ba, nói với 100 người cũng được. Dạ biết chị Angel. Chúng ta cũng sắp tới giờ vào vị trí rồi. Anh Trương, lại là anh hả? Phải. Tôi về khách sạn suy nghĩ nhiều ngày lắm rồi. Bởi vì tôi đi ngoài đường lượm được một quyển sách. Tôi vốn dĩ muốn tặng nó cho cô, nhưng không hiểu tại sao lại bị xé rách nữa. Cho nên tôi đã dùng rất nhiều lý luận kịch nói, phân tích được rất nhiều phiên bản, nhưng mà tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Cho nên tôi định tới đây để hỏi cô cho rõ đó mà. Như tôi thích bỏ thì bỏ thôi. Anh đã tặng cho tôi tức là của tôi rồi. Anh mặc kệ tôi để lót nồi hay ném ra đường đúng không? Có phóng viên. Được, dùng cái tranh này chọc tức Cố Dinh Chương cái đã. Tôi muốn nói xin lỗi anh. Quyển sách đó do tôi làm rách, cũng do tôi ném ra đường.
Đó là do hôm đó sau khi tôi ngồi trong xe đọc được hai trang, tôi càng đọc càng cảm thấy xấu hổ. Nó làm tôi cảm thấy diễn xuất của tôi chỉ được cái vỏ, hoàn toàn không có tình cảm, với lại hoàn toàn không có chiều sâu. Tôi thật sự không dám tiếp tục đọc nữa, cho nên nhớ thời giận bản thân, xé rách nó ném ra đường. Tôi xin lỗi. Cô Trang à, xin lỗi nha. Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu, cô không cần xin lỗi tôi mà. Đừng nên giận bản thân mình như vậy nữa. Stanislavski từng nói, cái quan trọng nhất của người diễn viên không phải là đối mặt với lại khán giả của họ, mà là đối mặt với chính bản thân họ. Tráng can đảm lên, đọc tiếp đi. Có thể đối mặt với bản thân mình mới có thể làm diễn viên tốt được. Anh đúng là tốt bụng lắm. Tôi làm việc đi. Bye bye. Bye bye. Nè, Cao Bân và chị của hai con sẽ mau chóng đám cưới. Đến lúc đó cậu ta sẽ dùng tư cách là con rể của nhà họ Tưởng để giành chức đại ca của Tứ Liên Bang. Sao hả? Hai đứa mặt mày khó coi vậy, có thêm anh rể không vui sao? Chị Năm à, chúng ta còn anh Tư mà, chúng ta tìm ảnh về ứng cử là được rồi. Làm sao tìm đây? Cô Nhi Viện, nó ở bên Mỹ đã đóng cửa rồi, thông tin gì cũng không còn. Cao Bân anh nói đi, anh có muốn gì chuyện này đám cưới với chị tôi hay không? Anh nói một câu thôi, anh không muốn, tôi và em tôi nhất định ủng hộ anh. Nói đi. Vậy đó Cao Bân, anh thật sự không đồng ý thì lên tiếng. Thực ra hai người làm sao biết tôi không đồng ý chứ. Nói thiệt nha, nhìn đại tiểu thư, mắt to tròn là trẻ ngồi giữa, hoa khôi của Tứ Liên Bang đó. Nè bây giờ tôi lượm được quẻ xăm tốt, đáng lý hai người phải mừng cho tôi mới phải chứ. Nè đừng nói chúng tôi có phải thật lòng yêu nhau hay không nữa. Anh không sợ bị người ta nói anh đồ ăn bám đồ bám váy sao? Bây giờ là thời đại gì chứ. Thật mà, chúng ta bước ra đời, bước vào nhà họ Tưởng này chỉ có ba chữ thôi: vì tiền, vì quyền, vì thể diện, đúng không? Tôi hả, gia nhập Tứ Liên Bang 6 năm còn chưa tới, bây giờ đại diện cho họ Tưởng giành chức đại ca. Hả? Lỡ như không ai Cao Bân này chiến thắng, sẽ là người điều hành đời thứ 3 của Tứ Liên Bang đó. Chà, thiệt tình càng nói tôi càng không nghĩ ra tôi có lý do gì để từ chối nữa. Thôi được, chị Năm, tới lúc đó chị đừng hối hận. Em út đi. Cao Bân. Bị suy nghĩ lắm đó. Không phải, từ nay phải đổi xưng hô gọi là phò mã rồi. Tối nay tới phòng cô bé lớn qua đêm đi. Tôi biết chưa chắc anh cam tâm tình nguyện, nhưng vì họ Tưởng, giá nào tôi cũng phải bắt anh thiệt thòi một lần. Đâu có thiệt. Tôi về dọn dẹp đồ đạc, ngày mai dọn tới ở với cô. Nè, chị Angel nói chuyện với đạo diễn rồi, sẽ cho anh một vai. Tôi đánh dấu lời thoại giùm anh, đất diễn ít lắm, chỉ có 3 câu thoại thôi. Không sao, không sao đâu. Trong một bài phỏng vấn của ảnh đế Oscar Leonardo DiCaprio từng đề cập, vai diễn đầu tiên anh ta tham gia chỉ có 2 câu thoại mà thôi, nhưng chưa bao giờ anh ta cảm thấy bản thân là vai phụ cả, bởi vì trong một bộ phim, cho dù chỉ có 1 câu thoại thì cũng là vai chính. Cậu Trương Tế Luận. À phải. Tôi họ Cố, tôi là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Ồ, xin chào ông Cố. Tôi là William Trương, giữ vai anh họ của vai nữ chính trong bộ phim lần này. Cảm ơn ông hôm nay đã cất công tới đây để mà tới tìm tôi. Thật ra dựa vào vai diễn của 3 câu thoại này, là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi đã nghĩ ra mười mấy loại phương pháp khác nhau để mà diễn đạt nó. Hay là tôi lập tức làm thử trông coi, được không? Làm ơn. Tôi chưa nói xong. Lần này tôi tới là muốn nói cho cậu biết, nếu cậu có phần tham gia vào bộ phim này, đừng nói là vài câu thoại, cho dù là một vai quần chúng, tôi cũng không đầu tư. Tại sao chị?
tới tòa soạn mua hết phim gốc đi, không để một tấm nào được lọt ra ngoài. Dạ ông cứu. Alo, sao rồi đây Sô? Trời, 1 triệu à? Nè nè nè, con có thể nói cho bà biết con cần 1 triệu để làm cái gì không? Nè nè, alo. Xong hết rồi, tôi đã chuyển 1 triệu vào tài khoản của anh rồi. Anh có thể nói cho tôi biết thông tin của Tưởng Thế Long chưa? Lần này tôi bay qua bển nhờ đồng nghiệp báo chí giúp đỡ, điều tra được vào năm 1983, Tưởng Thế Long đã bị người ta đưa vào cô nhi viện ở quận Winton, bang Ohio. Ở tại đó đến năm 18 tuổi mới đi. Nhưng mà 1 năm sau khi anh ta đi, cô nhi viện đó đã đóng cửa. Bây giờ toàn bộ hồ sơ và thông tin đã mất hết rồi. Có nghĩa là manh mối gì cũng không còn sao? Vậy thì không hẳn. Tôi tìm được viện trưởng của cô nhi viện. Viện trưởng nói bây giờ cô nhi đó đã đóng kịch ở một đoàn kịch. Anh còn thông tin gì không? Tôi có điều tra được, vào năm 2008, anh ta từng tham gia vào một chương trình Singer No. 1. Tuy không đoạt được giải, nhưng mà tôi lại tìm được đoạn phim anh ta tham gia phần ứng xử. Số tiền lần này cô đi cho tôi có bao gồm thẻ nhớ này. Thẻ nhớ đó đáng giá bao nhiêu? Anh cứ ra giá, tôi sẽ đưa. Tôi không phải cần tiền của cô, tôi muốn cô giúp tôi một chuyện. Cũng được. Tới liền. Minh Lệ à, không phải cô Trang. Anh ở đây thì hay quá. Anh coi bộ vest này có vừa người không? Cô Trang là tại sao tôi phải thay đổi chứ? Với lại cô có biết lúc nãy ai tới tìm tôi hay không? Cố Dinh Chương chứ gì. Cô cũng biết ông ta tới tìm tôi. Cô có biết lúc nãy ông đã nổi giận với tôi hay không? Có phải ông nghi ngờ tại diễn xuất của tôi không? Hay là ông đuổi anh ra khỏi tổ làm phim này là bởi vì tôi? Lần trước khi anh tới tổ làm phim tìm tôi đã bị phóng viên chụp lại cảnh tôi hôn anh một cái mà. Sau đó sau khi ông biết được thì rất là giận nên mới đuổi anh ra khỏi tổ làm phim. Khoan đã, ông ghen gì cô sao? Nè, tôi và ông không có gì hết. Có điều anh biết đó, bộ phim này ông đầu tư là vì lấy lòng tôi mà thôi. Nếu tôi lên tiếng thì ông sẽ lập tức rút tiền đi ngay. Thật ra tôi bị cắt một bộ phim cũng không có vấn đề gì. Có điều là tôi thật sự rất thích vai diễn này. Tôi không muốn mất đi cơ hội này. Anh cũng là diễn viên có lẽ cũng hiểu mà. Đương nhiên tôi hiểu mà. Khi diễn viên gặp được một vai diễn hay thật sự còn khó hơn là chúng chatbot nữa. Hay là vậy đi, tôi cũng có đi gặp ông cố giải thích. Không cần đâu, sáng nay tôi giải thích rất rõ ràng với ông rồi. Tôi nói anh là phú nhị đại Hoa Kiều từ Mỹ về, vì theo đuổi tôi cố tình bay về Hồng Kông để thử vai diễn này. Và tôi đã bị anh lay động, chấp nhận anh rồi. Vậy tức là sao? Nè, khoan đã. Vậy tức là làm cho mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn rồi. Phải. Tôi muốn nhân cơ hội này giải thích rõ với ổng. Không hề có ý gì với ổng. Ổng còn nói tối nay mời anh đi ăn cơm, còn nói mời anh tham gia đoàn phim nữa. Thật sao? Ừ. Vậy thì có phải tôi có thể gặp trực tiếp để mà giải thích rõ ràng với ổng đúng gì không? Thật ra tôi sẽ diễn vai anh họ này như thế nào hả? Tối nay á, anh chỉ cần diễn vai bạn trai của tôi là được rồi. Có thể tạm thời cho tôi khoác tay không? Tần gia, tìm tôi có chuyện sao? Chuyện gì vậy? Cậu Bân à, sau khi cậu chuyển qua làm việc cho họ Tưởng, chúng ta lâu rồi không gặp nhau nói chuyện. Nhờ Thành gia dẫn tôi vào nghề mà. Sau này muốn nói chuyện với tôi lúc nào cũng được, lập tức tới. À phải, cậu vào Liên Hưng Thắng năm nào vậy? Năm 13, cũng gần 6 năm rồi. Có tuổi rồi, đúng là trí nhớ kém. Tôi còn nhớ lúc trước anh Bang kêu tôi cho cậu qua nhà của họ Tưởng phụ giúp. Thành thật mà nói, tôi không đồng ý đâu. Nhưng mà sau đó nghĩ kỹ lại, cậu qua bên đại ca làm việc, dù sao cũng đỡ hơn ở bên cạnh tôi. À phải, tôi nhận được tin cậu sẽ đám cưới với Thiên Hà sao? Còn thay mặt họ Tưởng bước ra và làm đại ca. Phải. Đâu phải cậu không biết, Trung Điên dòm ngó chiếc ghế này rất lâu rồi. Cậu bước ra dành với cậu ta, không chừng họ Tưởng cũng không thể bảo vệ được cậu. Thành ra lý nào cũng không biết, người có khả năng giết chết ba cha con họ Tưởng chính là Trung Điên đó. Bây giờ chưa tìm được cậu Tư, nếu luôn cả tôi cũng không bước ra ứng cử, tức là hai tay dâng chiếc ghế này cho hắn. Nếu như là vậy, để ba cha con họ Tưởng nhìn thấy, chết cũng không nhắm mắt. Trung Điên nó bị điên đó. Tôi nhận được tin,
Có thể hắn đang làm việc ở ngoài rồi. Yên tâm đi thần gia, đâu phải ông không biết Cao Bân nổi tiếng là gì. Cao số mà. Cho dù tôi thua cuộc cũng được, tôi cũng không để cho hắn giành được cái chức này. Thần gia cứ yên tâm. Quy rồi, về nghỉ ngơi đi. Cẩn thận đó. Cậu Trương, tôi không biết lai lịch của cậu. Tôi sợ không biết cậu là người như thế nào. Cũng may Angel nói rõ với tôi, thì ra cậu là một thánh tình. Lúc trước khi còn đi học, tôi thích nhất là tới thị trấn đi coi phim. Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Minh Lễ trên màn bạc, tôi đã tự nói với bản thân mình: chà, chính là cổ. Ôi, thiên thần của anh. Em là người yêu của anh. Em yêu. Đủ rồi. Xin lỗi. Angel giấu kín thật. Quen William bao lâu rồi? Tháng trước lúc tụi em qua New York quay quảng cáo nên quen nhau. Quảng cáo đó quay đúng 2 tuần. Anh ở bên cạnh em đúng 2 tuần. Sau khi trở về Hồng Kông, em tưởng đâu không thể gặp lại anh nữa. Ai ngờ anh âm thầm qua Hồng Kông thử vai bộ phim của em. Gia đình cậu kinh doanh cái gì? Chỉ là buôn bán nhỏ thôi. Mở cái siêu thị đó mà. Ồ, kinh doanh siêu thị. Phố người qua ở mười mấy bang cũng có cơ ngơi của gia đình anh mà. Làm sao là buôn bán nhỏ chứ. À phải, Victor, có phải anh cũng từng nghe nói về Walnut phải không? Walnut? Vậy thì trùng hợp quá. 3 năm trước tôi có cơ hội qua bên Mỹ tham gia một hội nghị thương mại. Đúng lúc tôi có duyên gặp mặt với bà cậu Sạc. Anh nói cho tôi biết anh có 2 đứa con, một người tên Henry, một người tên Richard. Anh không đề cập với tôi có đứa con thứ 3 tên là William. Angel, lai lịch của William có hơi bí ẩn đó. Nước Mỹ rộng lớn, có nhiều siêu thị, không chừng trùng tên thôi. Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, tôi muốn về khách sạn trước. Xin lỗi Minh Lệ, anh đi trước. Em xin lỗi anh. Cậu Trương, Angel là bạn của tôi. Tôi không muốn gỗ bị người ta gạt mà bản thân lại không biết. Tại sao không bao giờ ba tôi nhắc tới tôi chứ? Lần sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Lần sau mới ăn đi. Cạn. Ông cố, tài xế đang lái xe tới. Cậu để ý William này giùm tôi. Hành vi cậu ta hơi kỳ lạ. Không biết lúc nào thật, lúc nào giả. Tóm lại không thể giữ cậu ta ở tổ làm phim. Dạ biết ông cố. Bye ba. Sao con biết ba ở đây? Những chuyện này hỏi thư ký của ba là biết ngay. À phải ba, có phải ba kiếm một luật sư đòi kiện một tòa soạn chụp lén hình của ba không? Ừ. Vậy được rồi, bây giờ ba gọi điện thoại cho luật sư đó nói ba không kiện nữa. Cậu có biết là tòa soạn đó đã nói ba như thế nào không? Họ nói ba là cậu ấm. Họ nói ba quen người mẫu. Ba nhất định phải kiện họ, đến họ dẹp tiệm mới thôi. Bị người ta nói vài câu thì có vấn đề gì chứ? Ba nghe con nói, con kêu ba đừng kiện thì đừng kiện nữa. Mau gọi điện trước đi. Không, đâu có ai là con lại ra lệnh cho ba làm việc chứ. Nè bản thân con nghĩ lại đi. Con cần tiền xài, con đòi bao nhiêu ba cũng đưa cho con. Ba không hề hỏi han con. Con muốn làm cảnh sát, ok, vậy thì con làm cảnh sát đi. Con nói muốn ra tiền tuyến, ba sử dụng quan hệ của ba sắp xếp cho con ra tiền tuyến. Nhưng lần này không được, ba nhất định phải kiện. Nếu ba không kiện họ, tòa soạn khác sẽ không chút e dè giết lung tung liền. Thôi được, vài tháng nữa là ngày giỗ của má. Đến lúc đó con sẽ hỏi rõ ràng năm xưa ba đã hứa với má chuyện gì. Nè, đừng dùng má của con để uy hiếp ba. David. Dạ ông cụ. Gọi điện cho luật sư Tạ, nói là ngày mai tôi không kiện tòa soạn đó nữa. Dạ biết ông cụ. Ok, con cưng của ba. Cảm ơn ba. Trước giờ con luôn nói ba thương con nhất mà. Về đi, về đi. Ừ. À phải, chiếc xe này được không? Kitty, lúc nãy cô không có ở đó thôi. Tại diễn xuất của anh ta đúng là có triển vọng lắm đó. Lúc nãy có một lúc tôi... Nè, tôi là cảnh sát. Tôi cũng xem chút theo không kịp. Có đúng không? Sao anh có vẻ ngây người ra vậy? Không phải, anh làm ơn ngừng xe. Cảm ơn mọi người đã mời tôi ăn cơm. Nhưng mà tôi có chút việc phải tranh thủ đi làm ngay. Lần sau mới hẹn mọi người ăn cơm sau vậy. Cảm ơn mọi người nha.
Madam. Madam. Cảm ơn. Tôi là người lần trước uống rượu say ở Trung Hoàng đi. Thì ra là anh sao? À phải, cảm ơn cô. Không phải, tôi muốn hỏi cô. Tối hôm đó tôi không nhớ gì hết. Thật sự xảy ra chuyện gì? Không được hỏi. Nè, không phải. Nè, cô nghe tôi nói đã. Nè. Anh không hỏi. Nè. Không hỏi nữa, không phải. Cô nghe tôi nói một câu một mà thôi. Cô có thể tôi tới khách sạn không? Tôi cảnh cáo anh, chuyện tối hôm đó anh không được nhắc, không được hỏi, cũng không được nghĩ tới. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Madam. Tâm trạng hiện tại của tôi giống như 18 năm về trước vậy. Lần đầu tiên đi coi phim Con đường ảo mộng của David Lynch, tôi rất chú tâm tìm hiểu nội dung, nhưng đến cuối cùng trái lại xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Giáo viên trong trường của chúng tôi mới vừa kính chủ, tôi nghĩ chúng tôi không thể nhận cô. Cổ làm tôi bị quỷ dung nhan luôn rồi nè. Ba tới trường để làm gì vậy? Có phải ba cố tình kêu người đánh hiệu trưởng, kêu họ không nhận con không? Phải. Ba đã nói với họ, ai dám nhận con, cậu sẽ ném cái đó ra đường. Ba, thật ra ba nghĩ gì vậy? Đâu có người cha nào không cho con mình làm giáo viên, ép cổ làm đại ca ban hội chứ. Không phải kêu con đi giành địa bàn, cũng không kêu con đi chém lộn, chẳng qua kêu con tạm thời giữ chức này mà thôi. Tinh thần ba không tốt, nhờ con của mình phụ giúp một tay, có cái gì không đúng chứ. Tóm lại ba hứa với con, để anh con ở sau một năm được thả ra, giữ lại chức này. Con thích làm hiệu trưởng cũng được, làm giáo viên cũng được. Ba không có quản nữa. Ba à. Kiếm Hùng. Bác sĩ nói ba bị khối u não là giai đoạn cuối, còn sống được nửa năm nữa. Ngoan. Nè, bây giờ chúng ta tính lại, những người điều hành có phiếu trong tay, cộng thêm các chú bác, tổng cộng có khoảng 23 người. Với lại đuôi ngựa, anh Bưu, những chú bác chắc chắn sẽ ủng hộ Chung Điên có khoảng 10 người. Cho nên chúng ta phải tranh thủ số phiếu dao động chính giữa. Chú Mập đã thuyết phục giùm con xuống núi. Cao Bân tới rồi sao? Còn gọi Cao Bân, gọi chồng đi. Phải đó, gọi chồng đi. Nè, tôi kêu chị ba tìm đồ bổ cho cậu rồi. Bồi bổ lại nhớ uống cho hết đó. Cũng được. Cao Bân, lên phòng dọn dẹp đồ đạc, tôi họp xong sẽ lên liền. Nè, nhớ tắm rửa sạch sẽ trước nha. Phải lắm, hay lắm. Nè, Cao Bân, nhớ uống hết đó nha. Sếp, chúng tôi đang họp, có chuyện gì quan trọng,
đợi họp xong mới nói đi. Tôi tìm được thông tin của Tưởng Thế Long. Sếp, thông tin này là do tôi kêu người qua Mỹ tìm được, tốn rất nhiều tiền. Chỉ cần chúng ta tìm được Tưởng Thế Long nhanh hơn cả người của họ Tưởng, thuyết phục hắn hợp tác với cảnh sát chúng ta, đợi hắn lên chức đại ca. Làm như vậy so với chúng ta phái bao nhiêu nội gián mai phục trong tứ liên bang càng hiệu quả hơn. Cho dù cô thật sự tìm được Tưởng Thế Long thì sao hả? Cô đừng quên, hắn cũng họ Tưởng. Cô cảm thấy hắn thật sự quay ngược mũi giáo, làm nội gián cho cảnh sát chúng ta sao? Đúng vậy, hắn đã mang họ Tưởng. Nhưng hắn chào đời chưa đầy một tháng đã bị người ta ném qua cô nhi viện bên Mỹ. Một mình hắn đã sống trong cô đơn suốt 30 năm. Sếp cảm thấy hắn còn có tình cảm với cả nhà họ Tưởng đó sao? Các vị sếp lớn, các vị nghĩ đúng không? Đúng vậy, cũng như cô đã nói, hắn không chút tình cảm gì với nhà họ Tưởng. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể hợp tác cùng cảnh sát chúng ta đâu. Vậy chúng ta trả phí chỉ điểm thật cao cho hắn đi. Tôi hiểu, kinh phí của cảnh sát có hạn. Hay là để tôi gánh cho. Chỉ cần nói sếp... đủ rồi. Cảnh sát chúng ta yêu cầu đối với nội gián, cho dù cô thật sự tìm được Tưởng Thế Long thật, cho dù người này thật sự thấy tiền sáng mắt hợp tác với chúng ta, cảnh sát chúng ta cũng không cho phép một người không phải nhân viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Thật ra nội gián của tôi đã có cơ hội đại diện cho họ Tưởng giành chức đại ca lần này rồi. Tôi rất chân thành bảo vệ luật pháp của đặc khu hành chính Hồng Kông, không e sợ, không thiên vị, không có ác ý với người khác, không thù ghét người khác và trung thực. Có đúng là người này thật sự có thể làm đại ca không? Nếu là như vậy, tại sao chúng ta không danh chính ngôn thuận tìm một người họ Tưởng đứng ở đằng trước làm đại ca, còn cảnh sát chúng ta đứng đằng sau lưng khống chế hắn chứ, đúng không? Mà đam cố, tôi cảm thấy cách này của cô có thể làm thử được. Cảm ơn sếp. Alo anh họ. Bữa cơm quý bỏ. Đại tiểu thư à, tôi cho anh thời gian một tiếng. Sau khi xong việc tôi phải xuống họp tiếp. Ê, không phải, nói cô cũng không tin đâu. Thiệt tình sao lại trùng hợp vậy chứ? Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Trời ơi, là ngày giỗ của má tôi đó. Cô cũng biết đó, nếu hôm nay chúng ta động phòng hình như hơi bất kính với má tôi. Bất kính thì không nên phải không? Hay là chúng ta chọn ngày khác đua tiếp đi hả vậy nha? Anh đừng nhận chuyện nữa. Anh cởi còn cái quần trong rồi, suy nghĩ gì nữa chứ, nhanh lên đi, hết giờ rồi. Tôi bị ho. Trời ơi, tôi sợ ảnh hưởng đến biểu hiện của tôi. Hay là chúng ta để lần sau cứ đi hết. Bình thường anh đánh nhau cũng đâu cần suy nghĩ. Thật sự tôi không biết anh lo cái gì. Nhanh lên đi, tôi hết giờ rồi. Hey, không phải tôi sợ, không phải. Tôi tức là lo cho đại tiểu thư thôi. Trời, nếu đột nhiên họ nói tìm được tam thiếu gia rồi, vậy tức là cô đã thiệt thòi cho tôi rồi, cho nên... Im đi, bỏ tay anh ra, nằm xuống ngay. Đang có chuyện phải làm, lát nữa quay lại đi. Anh ngoan ngoãn để tôi ở đây. Bé Út, em làm gì vậy? Chị Năm à, giành chức đại ca là chuyện của họ Tưởng, đừng kéo Cao Bân vào cuộc nữa có được không? Chị biết phải làm sao, ra ngoài đi. Cao Bân à, anh nói đi, anh có cam tâm tình nguyện muốn làm anh rể của tôi không? Vậy đó, nói đi. Nè, thật ra thì tôi sao cũng được, nhưng mà... Nhưng mà là được rồi. Chị Năm mà, chị cũng nghe rồi đó, những chuyện này không thể ép được đâu. Chị ép anh ta thì sao? Bây giờ chị không thể để Chung Điên giữ chức đại ca. Bà đã nói không cần em lo chuyện của tứ liên bang, ra ngoài. Chị muốn Cao Bân làm con rể của họ Tưởng chứ gì? Tức là anh ta làm chồng của chị cũng được, làm chồng của em cũng được. Cao Bân à, anh nói đi, anh muốn ở lại căn phòng này hay là qua phòng tôi? Nè, nếu như thật sự được lựa chọn, tôi muốn quay về phòng của tôi hơn. Ok, gặp lại sau. Bé Út, chị không cần em làm vợ anh ta, chuyện của tứ liên bang cũng không cần em quản. Cao Bân, anh ở lại phòng của tôi, em về phòng của em đi. Em cũng là họ Tưởng, tại sao em không thể quản, em không thể hỏi chứ? Nè, hay là nghe tôi nói vài câu đi có được không? Là vậy cố quá. Đại tiểu thư nói đúng lắm, chuyện của ban hội cô đừng xen vào, cô buông tay trước đi, buông ra đi. Đại tiểu thư cô cũng vậy, buông ra. Nè, thật ra tôi đã bước vào phòng của cô, tôi đã xác định làm người của cô cũng thấy rồi đó, đúng không? Nè, hay là cô cho tôi thời gian một tuần đi. Thật ra tôi có một người bạn đang sống ở bên Mỹ đó, đang điều tra manh mối của tam thiếu gia. Tôi nói thật mà. Nè, nếu trong vòng một tuần không có tin tức gì, Cao Bân tôi mặc lại cùng một bộ đồ, bước vào cùng một căn phòng với cô, làm chồng cô, vậy được không?
Được, tôi cho anh thời gian một tuần. Vậy được chưa? Tôi có thể mặc đồ vào chưa? Dựa theo tin tình báo của người chỉ điểm, con trai thứ ba của Tưởng Định Bang tên là Tưởng Thế Long, William Tưởng. Từ nhỏ tới lớn hắn luôn thích kịch nói. Năm 18 tuổi, hắn đã rời khỏi cô nhi viện. Ngoài việc hắn tới những tổ làm phim là diễn viên quần chúng, còn là trụ cột của một đoàn kịch tên là Chim Gõ Kiến. Năm 2008, hắn từng tham gia một chương trình của đài truyền hình tên là Singer No. 1. Tôi tìm được trích đoạn ứng xử của hắn, nhưng do tôi mới tìm được đoạn phim này cho nên luôn cả tôi cũng chưa coi. Bây giờ tôi chiếu cho mọi người coi. Mà đàm cũ, lập tức cắt hình của Tưởng Thế Long trong đoạn phim này ra, sau đó gửi cho FBI của Mỹ kêu họ hỗ trợ tìm người này về cho chúng ta. Của Hưng Di, có nghe tôi nói gì không? Không cần, không cần qua Mỹ tìm hắn. Tưởng Thế Long ở Hồng Kông. Xin lỗi ông nha, tôi muốn hỏi thăm có phải tháng trước nơi này từng là nơi xảy ra vụ bắn súng hay không? Phải, có ba người bị giết. Chỗ này bị phong tỏa suốt cả tuần mới vừa mở lại thôi. Cậu là phóng viên hả? Không, tôi muốn hỏi thăm ba người bạn đã chết đó, bọn họ đã tổ chức tang lễ hay chưa gì? Chưa, ông Tưởng và hai đứa con của ổng đều là người có danh tiếng trong xã hội, cho nên người thân rất muốn chọn một ngày lành mới nhập quan cho họ. Nhưng mà họ đã đặt một linh vị ở đây, tiện cho thân bằng quyến thuộc tới đây thắp nhang. Vậy tôi có thể thắp nén nhang có được không? Tất nhiên là được rồi. Với lại tôi muốn mua chút đồ để quá cho họ, những thứ đóng thành một túi như vậy. Túi quần áo có phải không? Phải. Cậu là gì của ông Tưởng vậy? Tôi sẽ giúp cậu ghi tên trên túi quần áo đó. Tôi là con của ông Tưởng Thế Long. Bắt đầu từ hôm nay, chị Sang sẽ thay tôi tiếp quản Liên Hưng Thắng, có nghĩa là nó là người điều hành của Liên Hưng Thắng. Dạ biết thưa gia. Chị Sang, Trung Điền hẹn với mấy người điều hành hội họp ở Thiên Nguyệt. Cô thay mặt Liên Hưng Thắng chúng ta tham gia đi. Con sợ. Con sợ cái gì chứ? Tuy Trung Điền hung dữ, nhưng mà giá nào cũng nên mặt Liên Hưng Thắng chúng ta đó. Tóm lại lát nữa có quyết định gì một mình còn quyết định được rồi. Nè, Minh Lễ. Xin chào Minh Lễ. Bây giờ không phiền cô chứ? Thật ra tuy tôi chỉ có 3 câu thoại thôi, nhưng mà tôi đã dùng thời gian suốt cả đêm của mình để nghĩ ra tới mười mấy phương pháp diễn đạt. Tôi muốn cô cho tôi chút ý kiến, tôi diễn cho cô xem có được không? Có chuyện gì? Có phải không đạt không? Tôi nói chuyện với đạo diễn rồi, tôi sẽ giao vai khác cho anh. Lần này không chỉ có 3 câu thoại, còn có tên nữa. Những câu thoại đó cái Ti lọc hết giùm anh rồi. Anh cố gắng diễn đi. Lần này có nhiều cảnh diễn chung với tôi lắm. My God. Lần trước anh giúp tôi diễn một màn kịch đối phó Victor, lần này coi như cảm ơn anh. Minh Lễ, cô thật sự tốt quá đi. Mà đâm. Chào anh. Chào. Tôi là thanh tra điểm ô của Hân Di. Bây giờ phải chính thức bắt giữ anh. Anh can tội vào lúc 12 giờ rưỡi ngày 15 tháng 3 tới đường Lâm Hòa, bên Trung Hoàng, phá hoại hình sự một chiếc xe đua, số xe AC1968, và chủ nhân của chiếc xe bị phá hoại đó, tức là tôi. Tôi đã chính thức báo cảnh sát, thực hiện khởi tố đối với anh. Hey, cô Tưởng. Anh em cô cũng có lòng hiếu thảo lắm. Anh cô vừa mới đi thì tới lượt cô tới. Anh của tôi. Phải, bây giờ tôi đi quá túi quần áo giùm cậu ta. Tưởng Thế Long. Đại tiểu thư của chúng tôi thay mặt thần gia tới đây. Đại ca, chúng tôi đang đợi cô ở rộng. Theo quy định chúng tôi không thể vô được, chúng tôi đợi cô ở ngoài. Tôi không muốn phí thời gian của mọi người nữa. Tôi nhận được tin bên họ Tưởng không tìm được đứa con trai thứ ba. Bây giờ bọn họ cũng hết cách rồi, nhưng cũng chọn một người không mang họ Tưởng bước ra ứng cử. Có khi nào họ kêu cậu Sương ra không? Tên bệnh hoạn đó có tư cách gì chứ?
Cậy thế làm cảnh sát mấy năm từng cầm súng thì tưởng đâu bản thân là đại ca sao? Kêu hắn đi chết đi. Nè, mọi người cảm thấy Cao Bân có khả năng không? Nhưng hắn đâu phải màng họ tưởng, bộ tham gia cho vui sao? Ê nhóc con, cô nghĩ sao? Tôi không có ý kiến. Tôi không cần biết họ kêu ai ra giành với tôi. Đã làm đại ca nhất định phải có thực lực. Toàn bộ ban hội đều biết Trung Điên này giàu có nhất. Tóm lại chỉ có một câu thôi: người nào có phiếu trong tay thì người đó làm giàu. Mỗi người một vali, không cần khách sáo. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều nghe. Còn ngồi như trời trồng làm gì? Lấy tiền đi. Tôi muốn hỏi thăm có phải lấy số tiền này tới lúc đó phải ủng hộ ông làm đại ca không? Đương nhiên rồi. Vậy tôi không lấy đâu. Cháu gái à, rõ ràng anh Trung Điên đưa tiền cho con xài rồi mà. Tôi không bán. Tôi hỏi cô thêm một lần, cô có lấy tiền hay không? Ba chị em chị Hà lớn lên chung với tôi, họ vừa mất ba người thân đã thê thảm lắm rồi, cho nên tôi nhất định phải dùng phiếu này ủng hộ họ. Xin lỗi nha, nếu những gì mọi người muốn nói đã nói hết rồi, tôi muốn đi trước. Tôi cho cô biết, tôi không thèm lá phiếu của cô. Cút! Madame, tôi nghĩ đã nhầm lẫn chuyện gì đó rồi. Lần trước cô nói từ nay không muốn nhìn thấy tôi nữa mà. Chứ bây giờ tự nhiên lại bắt tôi tới chỗ này. Tức là thật ra tôi chỉ là giẫm mớp xe của cô mà thôi. Cô kêu tôi bồi thường là được rồi, tại sao phải bắt tôi làm gì kia chứ, có phải không? Tôi nghĩ anh không biết hiện giờ anh nguy hiểm cỡ nào đâu. Tứ liên bang đang tung lực lượng đi tìm anh. Anh không chỉ đơn giản là một cô nhi bình thường. Ba ruột của anh là đại ca của Tứ liên bang, bang hội lớn nhất ở Hồng Kông. Cách đây 2 tuần, ba của anh và 2 người anh của anh bị người ta ám sát. Bây giờ người nhà của anh muốn tìm anh về tiếp quản chức đại ca này. Tôi tới đây là muốn trước khi anh về đó làm đại ca, muốn anh nhận lời cảnh sát chúng tôi, làm nội gián của chúng tôi, giúp chúng tôi nắm giữ lại Tứ liên bang. Anh có biết nếu anh bị người của Tứ liên bang bắt được, anh sẽ bị mất mạng. Anh nghiêm túc một chút được không, Tưởng Thế Long? Tôi nghĩ cô đã nhầm lẫn rồi. Rất nhiều người cũng đã nhầm lẫn rồi. Tôi không phải là Tưởng Thế Long mà mọi người muốn tìm. Tôi tên là Trương Tế Luân. Cách đây 3 năm về trước, Tưởng Thế Long đã chết rồi. Cách đây rất lâu rất lâu, trong một cô nhi viện ở quận Vinton, bang Ohio, nước Mỹ, nhận nuôi 2 cô nhi Hoa Kiều, tuổi tác trạc trạc như nhau. Bọn họ một người tên là Trương Tế Luân, người còn lại tên là Tưởng Thế Long. Tên tiếng Anh đều là William cả. Trong mắt của người ngoại quốc, thường xuyên không phân biệt được bọn họ thật ra ai là ai. Thậm chí nhiều khi luôn cả viện trưởng cũng lẫn lộn thân phận của họ, cho nên rất ít trẻ con ngoại quốc chịu chơi chung với họ. Và 2 cô nhi này đã coi đối phương như là anh em ruột của mình vậy. Người tiếp theo, xin chào, cô tên gì? William Tưởng Thế Long. Trương Tế Luân. Hai đứa bé này chẳng những là người trong cô nhi viện thường xuyên lẫn lộn bọn họ, ngay cả nhân viên phúc lợi khi làm giấy tờ cho bọn họ cũng đã lẫn lộn họ với nhau. Xin chào, cô tên gì? Con là Trương Tế Luân, William. Tưởng Thế Long. Ok, cô cầm đi. Cảm ơn. Sau đó một trận lốc xoáy đã thổi sập cô nhi viện. Lai lịch thật sự của họ cũng đã bị cuốn đi mất. Năm họ 18 tuổi đã rời khỏi cô nhi viện. Từ đó hai người bước vào 2 ngã rẽ khác nhau. Con đường của Tưởng Thế Long giống như là Vito Corleone trong phim The Godfather của Robert De Niro vậy. Anh ta gia nhập bang phục hưng trong phố người qua. Dựa vào sự hung hăng của anh ta, cộng thêm trong người mang dòng máu của gia tộc hết bang, anh ta mau chóng lên ngôi. Còn anh chàng William kia, con đường của anh ta khó khăn hơn nhiều. Anh ta giống như là Doãn Thiên Cừu trong phim Vua Hài Kịch của Châu Tinh Trì vậy. Cô đơn, hung hẳn, gánh chịu sự chê cười của 4 phương 8 hướng. Nói anh ta là tên lính quèn đáng chết. Nhưng điều duy nhất anh ta may mắn hơn Tưởng Thế Long, đó là anh ta sống thọ hơn. Shakespeare đã từng nói, tình yêu chỉ là một thứ điên cuồng.
do tưởng Thế Long đã yêu điên cuồng tình nhân của bố già ở phố người qua, nhưng bị tai họa diệt vong. Nhưng mà trong ghi chép, người chết là Trương Tế Luân. Đương nhiên tôi cũng có suy nghĩ chỉnh sửa lại thông tin trên giấy tờ, nhưng mà do trình tự quá phức tạp, còn phải tìm người tuyên thệ làm chứng nữa, đúng ra viện trưởng có thể làm chuyện này. Tôi gặp lại ông ta trong tang lễ của Thế Long, nhưng mà ông đã nhìn lầm tôi, chính là Thế Long. Ông tưởng đâu người nằm trong quan tài là Trương Tế Luân, thì ra ông bị bệnh đản trí. Cho nên trong chuyện này không quá nhiều sự trùng hợp, cảnh sát các cô nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cô hiểu chứ? Anh nói dối, anh tự mình quay đi. Tổ tình báo của cảnh sát chúng tôi đã thâm nhập vào tài khoản email của anh. Tên đăng ký trong tài khoản email của anh rõ ràng là Tưởng Thế Long. Còn nữa, bắt đầu từ 3 năm trước, anh đã trò chuyện với một cô gái ở Hồng Kông. Tên cô gái đó là Tưởng Thiên Huệ, tức là cô út của họ Tưởng, cũng tức là em út của anh. Anh làm sao giải thích? 3 năm trước, Tưởng Thế Long tìm được em của anh ta. Bấy lâu họ dùng email để mà trao đổi lẫn nhau. Họ còn muốn gặp mặt nhau nữa kìa, nhưng mà chưa thực hiện được những chuyện này, Tưởng Thế Long đã chết rồi. Tôi và anh ta là anh em với nhau, tôi biết anh ta không muốn nhìn thấy em gái của anh buồn, nên tôi dùng tài khoản của anh để mà liên lạc với em gái của anh. Đó là tình nghĩa giữa đàn ông với đàn ông với nhau kìa mà. Anh chỉ muốn có tiền thôi phải không? Thực tế vấn đề không phải là tiền. Tôi Shakespeare từng nói tiền bạc có thể làm cho đen biến thành trắng, sai biến thành đúng, xấu biến thành đẹp, nhưng mà nó tuyệt đối không thể nào biến một Trương Tế Luân trở thành một Tưởng Thế Long được. Ok. Sếp Phan, Tư Đồ đây, muốn nhờ tổ giám định của anh hỗ trợ điều tra một chuyện. Bây giờ tôi sẽ tạm giam anh 48 tiếng. Anh ở lại đây cố gắng suy nghĩ kỹ, coi chúng ta có cơ hội hợp tác không.